Hello, là chào mừng các bạn đến với trang web vẽ không có chấm cơm. Là trước khi vào một video mới thì mình cũng muốn giới thiệu sơ về cái trang web vẽ không khó các bạn ha. Vẽ không khó chấm cơm là vẽ không khó chấm cơm là một trang web video đầu tiên ở Việt Nam các bạn ha, chuyên hướng dẫn vẽ những bài tập cơ bản tới nâng cao ha, về hội họa, về mỹ thuật. Thì trong đây có nhiều cái video ha, nhiều cái series 14 video căn bản ha, nâng cao, series phần mềm ha, chỉnh vật, đầu tượng ha, tổng hợp hình khối, nhiều lắm các bạn. Đây, trong trang web mình cũng có shop họa cụ ha, để cung cấp những họa cụ cần thiết ha. Đó, trong đây có chia sẻ nhiều video, nhiều cái hướng dẫn cụ thể. Thì sau khi các bạn xem xong rồi thì mình có một cái lời ngỏ. Nếu mà các bạn thấy hay và hữu ích á, hay nha, và hữu ích là các bạn nên bấm chia sẻ vì cộng đồng. Vì cái tâm ý của tôi là muốn giúp đỡ cho các em ở vùng sâu vùng xa, không có điều kiện tiếp xúc ha, không có điều kiện đến lớp vẽ, mà các bạn đặc biệt là có năng khiếu, để giúp cho các bạn đó là có điều kiện hơn đó. Thì xem xong thì các bạn bấm ha, đó thì bên dưới video là có cái nút chia sẻ các bạn ha. Đây mình bấm thử vào cho các bạn xem đó, cái nút chia sẻ nằm ở đây các bạn ha, bấm chia sẻ. Đó, thì biết đâu những video của bạn sẽ giúp cho rất nhiều em ha, đó có hoàn cảnh khó khăn. Rồi thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ vào một phần mới nha các bạn ha, một video mới. Rồi, hello, là chào mừng các bạn đến với trang web vẽ không có chấm cơm. Video ngày hôm nay là mình sẽ tả tốc các bạn ha, mình sẽ đi bằng chì đen ha. Thôi mình sẽ vẽ bằng chì màu đi ha, chì đen vẽ cũng mấy bài rồi, bây giờ mình sẽ vẽ tóc của người Tây đi ha, vàng vàng đi ha, nâu nâu. Rồi. Bôi nhạt đó các bạn ha. Nhưng mà các bạn phát dựng thì các bạn nên phát ra cho chi tiết tí xíu để mà lúc vô bài thì mình không có bị rối ha. Vàng, vàng đất, nâu, nâu đen ha. Chỉ sử dụng 13 màu đó, 4 màu đó thôi. Thật ra cái tóc này mình muốn phối tại vì mình cũng bài này bài chì đen thôi, mình phối theo kiểu tóc nào là thì mình đi theo tông màu của nó. Ừ, còn thi được không con? Ổn không? Con có chụp hình lại không? Gì kỳ vậy? Rồi, rồi có chấm không? Nhiều điểm chưa biết nữa hả? Mới lớp 8 mà bắt thi thư pháp là mới ghê. Rồi chích mồm, trời ơi, vàng các bạn ha. Bây giờ mình sẽ lót mặt vàng cái phần sáng ha, cũng giống như bút chì thôi, bút chì đen thôi, mình sẽ lót nó nằm bút chì xuống. Thì quá các bạn tưởng tượng bút chì màu đi với là bút chì trắng đen đi, thì cái màu sáng là nó là giống như cái màu HB vậy ha. Những cái độ đậm kế tiếp của nó giao thoa cho nó thì nó từ 2B tới 4B, 6B ha, các bạn cứ suy nghĩ vậy là được.
bút chì màu này nó không giống như bút chì than của mình các bạn ha. Nó rất là mềm đó các bạn nhớ kỹ nha. Với lại nó tương đối nó mắc tiền nữa, dễ gãy ha. Ngoài bút chì ra, bút chì màu ra, mình có thể kết hợp với bột than chì hoặc là phấn tiên đó các bạn. Các bạn cạo ra rồi các bạn đánh lớp nền cho nó cũng được ha. Trong cái phần vấn đề đánh này nè, trong cái bài căn bản của bút chì màu đó, nó có nhờ nhiều cái dạng. Ví dụ như mình muốn cái màu đen màu đậm nhất, nó sẽ đè lên cái màu vàng này đó, thì cái đó thì nó sẽ ra một cái tông màu khác ha. Nhưng mà bây cái này là tôi đang đánh từ cái chỗ, những cái đốm sáng, những cái mảng tối tôi chừa hẳn ra, để một lát nữa là tôi còn đi cái mảng tối vô. Nếu mà mình chừa hẳn ra, mình không có, mình cái màu tối đó mình không ảnh hưởng tới màu vàng, thì cái màu nó sắc độ nó sẽ ra khác ha.
Sau đó là các bạn có một cái lớp nền vàng rồi, các bạn muốn để như vậy cũng được, hoặc là các bạn có thể các bạn di ra cho nó mềm mại ra cũng được ha. Có nhiều cái lối đánh. Đây các bạn cuốn vô, các bạn xoay hả, tán ra, rồi sau đó mình sẽ dùng cái màu màu nâu nhạt ha, để mình lược ha. Đây rồi, các bạn là chút nhọn ha, các bạn để đứng bút chì lên tí xíu. Thường xuyên lắc bút chì ha, để mình tìm ra cái độ nét bén của nó. Nét các bạn đi nét thanh nét đậm ha, nét dài nét ngắn, nét mạnh nét nhẹ ha. Đó cái bài, cái series đầu tiên của căn bản đó, trong đó có hướng dẫn các bạn cách đi nét ha. Nếu các bạn bất ổn vấn đề đi nét thì các bạn quay lại xem và tập nó thật là nhiều ha. Em ơi, Dân kiếm nè. Dân. Chia chị hợp em hợp. Cá xả ra muối là sạch sẽ rồi. Em mua. Em cũng quê đó không có. Em mua đó bữa anh tôi chờ em mua mầm. Trời, cô gái miền Tây, cô gái miền Tây dễ thương quá ha.
đó. Một khi các bạn đã phân cái búi ra, phân chi tiết ra thì các bạn đi nó rất dễ dàng. Tới khúc đó là các bạn cứ đi thôi, các bạn không suy nghĩ nữa. Còn các bạn không phát sâu chi tiết ha, rồi tới lúc đó là bạn sẽ rối. À, lúc đó mình định lại, phân tích lại thì nó mất công mình lắm ha. Ngay từ lúc đầu là mình cố gắng mình định vị nó luôn đi. Rồi các bạn cứ việc mà dùng ha, bút chì nâu nhạt này, các bạn cứ việc mà lên ha, mình tả bóng cho nó nét thanh nét đậm ha. Sau khi mình đi lớp lót thứ hai rồi mình sẽ tua nhanh nhé các bạn, vì thời lượng chương trình của YouTube nó không cho phép nhiều ha. Các bạn nên đi tổng quát đi nhạt thôi, là cái này là tôi đang lên khối rất là nhạt chứ tôi không có nhấn ha, các bạn lưu ý. Sau khi tên tổng quan rồi các bạn có thể xem lại ha, và bắt đầu mình tăng thêm, mình tăng từng lớp một như vậy, nhất bài mình không có hư, mà có thể kịp thời mình sửa chữa nó.
sắp tới là có những cái bài mà về lông mày ha, lông mi ha, là trên kênh đã có rồi nhưng mà nó còn thiếu thốn, tôi sẽ làm thêm ha. Rồi tới phần này là mình sẽ tua nhanh các bạn ha, các bạn cũng chậm chậm mà đi thôi, mình tua nhanh nhưng mà nhìn vô thì vẫn hiểu ha. La terra da parte.
Sau cùng ha các bạn ha, sau cùng là các bạn là sẽ dùng bút chì đen, bút chì màu đen các bạn. Các bạn nên chuốt thật nhọn ha, và các bạn tỉa nó, tỉa nét đó. Nhưng mà các bạn nên nhớ là tỉa nét các bạn đi lướt thôi, có thể các bạn đi từng cộng như thế này ha, chậm rãi. Đó, các bạn tải lên khối cho nó. Cái này là mình đi là mình chừa sáng ha, mình chừa sáng mình không có sử dụng tẩy, không sử dụng những màu sáng để mình đi nét vô ha, tất cả đều chừa hết. Nhưng mà thật sự là cái này mà nó có nhiều cái ánh sáng hơn nữa thì các bạn có thể dùng một loại bút chì ha, bút chì dầu sáp của Đức. Các bạn có thể tỉa lông là cái tóc không? Những cái loạn sáng ha. Nhưng mà nếu mà các bạn ngay từ lúc đầu các bạn chừa những cái mảng sáng ra, các bạn đi tả bóng vô thì các bạn đỡ làm cái đó hơn đó. Như mình đi là không? Có những loại tóc, sắp tới có những video mình làm về tóc, mình sẽ bắt đầu mình sẽ tả nó bằng cái bút khác ha, có thể là bút màu xám hay bút màu trắng đó, mình tả đè lên nó sáng rực lên ha.
Còn video này là khỏi các bạn. Để video này mình chừa sáng là cũng đủ rồi, nó lên loạn tóc rồi ha. Ôi, chào em. Anh đến hơi sớm ạ. Đâu có gì đâu. Các bạn muốn dùng tẩy lấy nhẹ ra cũng được ha. Lấy nhẹ ra. Các bạn nên nhớ rằng cái tẩy này nó cũng giống như là cái bút chì vậy. Các bạn đè mạnh thì nó sẽ lấy ra rất là nhiều. Các bạn nên lấy nhẹ thôi. Sau khi mà các bạn thấy chưa đủ sáng thì các bạn lấy tiếp nữa ha. Chứ đừng đè. Đè quá thì nó sáng quắc à. Sáng quắc thì các bạn phải đi lên lại nữa, mất công các bạn ha. Mà nó sẽ không được mềm mại. Đó, ở đây tôi lấy nhẹ nhàng ha. Đó. Đó các bạn ha. Rồi. Là cái video sau video này là còn nhiều video nữa ha, về màu. Đó. Về màu. Bút chì màu. Tóc ha. Riêng về cái tóc này mình sẽ làm thật nhiều. Đó, nhiều kiểu, nhiều dạng. Sau video này á, là mình có vài điều muốn gửi gắm đến các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay và hữu ích, các bạn nên bấm chia sẻ vì cộng đồng, vì bên ngoài xã hội ha. Đặc biệt là vùng sâu vùng xa, có rất nhiều em muốn tiếp cận cái bộ môn vẽ mà không có điều kiện, không có lớp học vẽ ha. Các bạn là chung tay với tôi bấm chia sẻ thì video này sẽ lan tỏa ra tới vùng sâu vùng xa đó, các em đó có cơ hội tiếp cận ha. Đó là một điều tốt nên làm. Rồi, là video đến đây là hết. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại.